Thưa quý vị, thành phố Huế không chỉ nổi tiếng với mật độ cây xanh đô thị mà còn ở sự đa dạng chủng loại, gắn với đó là những loài hoa theo mùa. Và có lẽ tháng 6 cũng chính là thời điểm nhiều loài hoa khoe sắc nhất trong năm. Dạo quanh các đường phố rực bóng lá xanh và các loài hoa đầy hương sắc chắc chắn sẽ là trải nghiệm thật thú vị cho người dân và du khách khi đến thăm Huế vào dịp này. Đầu tháng 6 là lúc mà các loài hoa đua nhau khoe sắc. Sắc vàng kiêu kỳ của hoàng yến, hay màu đỏ của những hàng cây phường vị đều làm say lòng những ai có dịp ngắm nhìn. Có lẽ vì thời tiết của Huế khắc nghiệt nên hoa ở đây cũng có sức sống mạnh liệt hơn, sắc hoa dường như cũng tươi thắm hơn. Và trong tất cả những màu sắc đó, chùm phượng đỏ thắm tuổi học trò có lẽ là loài hoa gợi cảm xúc cho nhiều người nhất. Hoa mà hoa phượng nở đến mùa hè, hoa phượng nở là màu thấy màu đỏ rực, thấy tươi thắm lắm. Nếu như thường thường những hoa khác mà thấy thì có mỗi kỷ niệm khác nhau, nhưng mùa hoa phượng là màu đỏ, là màu phấn khởi, màu gọi là vương dậy những cái tuổi trẻ vùng lên. Tôi cũng đã thường xuyên ra Huế nhiều lần và mỗi lần đều có cái kỷ niệm sâu sắc, và lần này đi vào ra Huế thì thấy nó là sắc đẹp, thái đẹp hơn, những mùa hoa tươi thắm và rất tuyệt vời. Huế nổi tiếng là thành phố xanh, và hiện nay thành phố cũng đang hướng đến xây dựng những con đường hoa riêng như hoa phượng ở đằng Thải Thân, Đoàn Thị Điểm, hoa sao đỏ cam ở đường Lý Thường Kiệt, hoàng yến ở Kim Long, Phan Bội Châu. Cùng với các danh lam thắng cảnh đẹp thì những con đường hoa cũng là một dấu ấn đậm nét trong mỗi du khách khi đến với Huế. Tôi rất thích khi đến tham quan ở Huế. Những con đường rực bóng cây xanh và hoa cũng rất tuyệt. Các bạn hãy gìn giữ những gì đang có. Em rất cảm thấy rất là may mắn khi mà tới đây vào cái dịp hoa nở như vậy. Thì hoa ở Huế mùa này rất là đẹp và em cảm thấy rất là thích. Nó mang một cái nét gì đó rất là riêng của Huế mà không có ở đâu có được hết. Theo số liệu của công ty công viên cây xanh, hiện nay toàn thành phố có khoảng trên 64.000 cây xanh với trên 60 loài, phủ bóng cho hơn 365 con đường. Việc chăm sóc các tỉa những cây xanh được thành phố chú trọng. Trong thời gian tới, thành phố Huế sẽ đưa nhiều chủng loài cây mới có hương thơm, màu sắc đẹp vào nhiều tuyến đường. Bên cạnh những cái chủng loài đã có từ thời trước thì chúng tôi sẽ chọn một số chủng loài cây có hoa đẹp, hương thơm để trồng điểm các cái điểm xuyến và các cái điểm nhấn để tạo cho cái đường phố, tuyến phố sẽ nổi bật lên. Hoa là một phần quan trọng tạo nên những nét đẹp, sự độc đáo, đặc sắc riêng có của Huế. Và Huế càng đẹp hơn, nên thơ hơn, cổ kính hơn trong những mùa hoa nở bản ngàn tỏa ngát sắc hương. Nếu có một sự bình chọn cho mùa hoa đẹp nhất của Huế, thì có lẽ ai cũng sẽ chọn mùa hè, bởi đó là mùa của những loài hoa.